Hơi thở là nguồn sống của con người, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách thở đúng để duy trì sức khỏe tốt. Với mong muốn hỗ trợ cho những người không may mắc COVID-19 biết cách hít thở sâu bằng phương pháp yoga, bổ trợ cho quá trình điều trị, dự án thiện nguyện Hơi thở đẩy lùi COVID-19 đã giúp cho hàng trăm bệnh nhân F0 duy trì nhịp thở, sớm phục hồi sức khỏe miễn phí. Cách đây một tháng, vợ chồng chị Hoan gần như tuyệt vọng khi có kết quả dương tính với COVID-19. Hơi thở nặng nề, sức khỏe chuyển biến xấu đi khiến tinh thần chị kiệt quệ. Được bạn bè mách bảo, chị tìm đến group Hơi thở đẩy lùi COVID-19, liên hệ theo số điện thoại và được huấn luyện viên yoga hướng dẫn cách tập thở, duy trì hô hấp. Đến nay, vợ chồng chị đã có kết quả âm tính, sức khỏe hồi phục ổn định. Đến ngày thứ 9 là hai vợ chồng cũng tuyệt vọng lắm rồi, cũng cố gắng nhưng mà cũng không biết cách nào để xoay sở. Thì có một người bạn vô tình là có một người bạn thì là gửi cho thấy tình cảnh đấy thì cứ gửi cho một cái đường link của cái nhóm yoga mang lại hơi thở cho F0 á. Thì đến khoảng được một tuần sau thì hơi thở bắt đầu cũng trở lại bình thường, thì hôm nay cũng đạt được khoảng 80% sức khỏe rồi. Thời gian này số người cần hỗ trợ tăng nhanh. Mỗi ngày chị Thủy phải dậy từ 4 đến 5 giờ sáng hay thức đến 2 đến 3 giờ để cứu trợ kịp thời cho các bệnh nhân F0. Chị cho biết mỗi cuộc gọi là một trường hợp khác nhau, từ độ tuổi, thể trạng cho đến phương thức liên lạc. Có thể giúp các F0 duy trì hơi thở, vực lại sự sống chính là món quà lớn nhất khi tham gia dự án này. Mong muốn được là cái mọi người hãy biết đến thật nhiều với cái chương trình, cái dự án này, cái hơi thở này trong mùa COVID. Và kể cả ngoài cái mùa COVID nó đã được lắng xuống, nó làm cho cuộc sống của mọi người trở lại bình thường như trước kia. Nhưng mọi người vẫn hãy tập luyện hơi thở của mình để cho cơ thể của mình khỏe hơn. Đến nay, dự án đã có hơn 350 huấn luyện viên yoga tình nguyện khắp cả nước tham gia. Trong đó có 4 đội được chia ra để cấp cứu cho từng nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Cấp cứu, phản ứng nhanh, nhận F0 tổng và hỗ trợ phục hồi di chứng sau COVID. Hiện đã có hàng trăm trường hợp được hỗ trợ, nhiều ca đã khỏi bệnh và hồi phục nhanh. Cũng rất là muốn lan tỏa đến tất cả các bạn huấn luyện viên yoga trên mọi miền Tổ quốc. Không chỉ là các huấn luyện viên ở trong cái group hơi thở, mà các bạn huấn luyện viên không phải ở trong group cũng có thể chủ động tìm kiếm và hỗ trợ cho tất cả những người xung quanh mình và đưa cái giá trị hơi thở trong yoga cho lan tỏa ra cho mọi người. Không chỉ những bệnh nhân F0, mỗi người ai cũng có thể sử dụng các phương pháp thở trong yoga để có hơi thở tốt, duy trì sức khỏe tốt từ thể chất đến tinh thần. Trong thời điểm dịch bệnh, lan tỏa lối sống tích cực, duy trì nhịp thở cũng là cách cả cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.